Tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em SCI đã tổ chức lớp tập huấn lực lượng nòng cốt chủ đề vì môi trường xanh nhằm xây dựng được đội ngũ nòng cốt, làm tốt công tác truyền thông và tạo nhân tố để đào tạo và phát triển các nhóm truyền thông khác trong học sinh. Trong thời gian 4 ngày, các thành viên lực lượng nòng cốt là các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng đã được tham gia các hoạt động truyền thông như xác định chủ đề, thông điệp, ý tưởng và thực hành lập kế hoạch. Phân công thành viên tham gia thực hiện kế hoạch dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia thuộc tổ chức SCI và các cán bộ Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi. Bên cạnh đó, lực lượng nòng cốt đã họp thống nhất ý tưởng triển khai và xây dựng phương án ngày hội phòng chống rác thải nhựa với chủ đề Anti-Plastic Day. Sau chương trình tập huấn, các bạn sẽ phối hợp cùng tình nguyện viên, chuyên gia để lên kế hoạch thực hiện sản xuất các nội dung truyền thông. Qua đó nhằm thúc đẩy các sáng kiến hành động vì bảo vệ môi trường, phát triển các kỹ năng cho thanh thiếu nhi đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.